Khám phá sự bí ẩn về cháu Bích Hằng Trường hợp cháu Bích Hằng thì không giống trường hợp anh Nhã Hiện tượng của cháu Hằng xảy ra giống như có một linh hồn người chết nhập vào người thật Khi trực tiếp chứng kiến năng lực của tưởng quẩn con người Nhất là trường hợp của cháu Bích Hằng Khiến cho giáo sư Trần Phương không còn đứng vững trên lập trường khoa học nữa Ông đặt ra nhiều câu hỏi như vậy, linh hồn phải tồn tại dưới một dạng vật chất nào đó, có hình thù, có khả năng phát ra tiếng nói, đã là một dạng vật chất thì vật lý học, hóa học, y học, sinh học vân vân, với những phương tiện quang học và điện tử tinh vi, hẳn có ngày tìm ra. Các nhà khoa học Việt Nam có thể đóng góp gì theo hướng đó? Còn lâu lắm các nhà khoa học Việt Nam mới có thể chứng minh và giải thích những hiện tượng đó bằng khóa học, sinh học, y học, lý học, vân vân. Còn bây giờ thì sao? Hay để cho nhân dân Việt Nam sống trong mê tín, phải chịu tốn hao với một số tiền bạc vô nghĩa, đốt tiền vàng mã, cúng sao giải hạn, cầu an, cầu siêu, vân vân. Khi đọc bài của giáo sư Trần Phương, chúng tôi thấy nếu bài này được phổ biến sâu rộng trong khắp nước mà các nhà khoa học việt nam không có tiếng nói thì chắc chắn nạn mê tín dị đoan sẽ lan rộng khắp nơi và sẽ có một số người lợi dụng trường hợp này mà gây tạo ra nhiều loại mê tín khác nữa để lừa đảo người chúng tôi đọc bài tâm nguyện của một cư sĩ mncs ở long hải nói rằng những nhà ngoại cảm này thường khoe khoang nhà nước đang tìm kiếm những người tài như họ để trưng dụng về việc quốc phòng lời nói này chúng tôi e rằng những hạng người này thừa nước đục thả câu lợi dụng trạng thái tưởng thức không có không gian và thời gian giao cảm mọi sự việc xảy ra tạo dựng thế giới siêu hình để lừa đảo mọi người chứ từ xưa đến giờ chưa có lịch sử nước nào ghi công lao của những người làm đồng cốt và những nhà ngoại cảm nhờ lên đồng nhập cốt và ngoại cảm mà ngăn giặc đuổi giặc giữ nước dựng nước bắt những kẻ trộm cướp giết người hiếp dâm giữ gìn trật tự an ninh cho quê hương xứ sở vì biết rằng các nhà khoa học không thể chứng minh được những hiện tượng hoạt động của tưởng thức nên trong các tôn giáo người ta cố ý tu tập để triển khai tưởng thức hoạt động ngõ hầu lấy đó tạo dựng thế giới siêu hình và thần thông để lừa đảo mọi người vì không nhận ra những hiện tượng đó nên mọi người tin tưởng gia nhập vào tôn giáo nuôi hy vọng khi chết đi sẽ được sanh về nơi đó cực lạc thiên đàng niết bàn hay có những thần thông pháp thuật do phong thổ thời tiết thức ăn nước uống tại địa phương hoặc do tai nạn xảy ra gây ảnh hưởng não bộ hoặc sự phát triển hoạt động của não bộ không đồng đều khiến cho tưởng thức hoạt động nhiều hơn ý thức trường hợp cháu bích hằng hoặc ý thức và tưởng thức cùng hoạt động trường hợp như anh nhã vì thế biến họ từ một con người bình thường trở thành đồng cốt và các nhà ngoại cảm một con người có khả năng đặc biệt chúng ta không hiểu được năng lực của tưởng thức khi nó hoạt động không giống như ý thức chút nào cả một nó hoạt động rất đặc biệt tại một điểm nên không có không gian và thời gian khoa học không thể chứng minh được hai nó giao cảm được mọi âm thanh sắc tướng vì các từ trường của nó các nhà khoa học có thể chứng minh được 3. Nó biến hiện ra muôn hình sắc tướng của những người đã chết không sai một nét nào cả. Đó là năng lực duyên hợp của tưởng thức. Các nhà khoa học không thể chứng minh được vì nó không phải là vật lý học, hóa học, y học, sinh học vân vân. 4. Nó tạo ra một người thứ hai đang tiếp chuyện với ý thức của nó. Đó là năng lực hợp duyên của tưởng thức, khoa học không thể chứng minh được. năm Vì không có không gian nên nó nhìn suốt trong lòng đất, thấy mọi vật và bất cứ địa phương nào ở nơi đâu, cách xa bao nhiêu, nó cũng biết được. Khoa học có thể chứng minh được vì đó là từ trường của tưởng thức. 6. Vì không có thời gian nên bất cứ chuyện gì đã xảy ra hoặc sắp xảy ra bao lâu nó cũng biết được và biết một cách rất cụ thể đó là từ trường của tưởng thức giao cảm và bắt gặp những hành động hình ảnh và âm thanh của mọi sự việc đã xảy ra còn lưu lại trong môi trường sống khoa học có thể chứng minh được cũng như những sự việc sắp xảy ra trong môi trường sống nhân quả của mỗi con người nó đều bắt gặp và giao cảm được cả khoa học không có thể chứng minh được hiện giờ giáo sư trần phương hy vọng vào các nhà khoa học việt nam quan học và điện tử tinh vi để giải đáp linh hồn có hay không nhưng giáo sư phải còn chờ đợi lâu lắm có lẽ giáo sư sẽ chết mất mà những câu hỏi này chưa được giải đáp là một nhà tu tập thiền định theo phật giáo tự bản thân chúng tôi đã trực tiếp truy tìm thế giới siêu hình để thấy nghe hiểu biết thì chúng tôi biết nó từ đâu xuất hiện những hiện tượng đó vì thế chúng tôi xác định quả quyết thế giới siêu hình không có chỉ là năng lực tưởng thức của mỗi con người còn đang sống tạo ra chứ người chết rồi thì không còn lưu lại một vật gì cả. Xưa, Thái tử Sĩ Đạt Ta khi tu thành Phật, Ngài cũng xác định thế giới siêu hình là thế giới của tưởng tri. Câu hỏi thứ hai của giáo sư nêu lên tình cảm, vui, buồn, quan tâm, ước muốn, giận dữ, tranh cãi của linh hồn để rồi nêu lên câu hỏi có một thế giới linh hồn ngoài thế giới con người đang sống không thế giới linh hồn hoạt động như thế nào có khả năng tác động gì vào thế giới của con người đang sống để đáp ứng mong muốn của linh hồn người thân người sống dân đồ cúng lễ tiền bạc đồ dùng hàng ngày dưới dạng vàng mã là đúng hay nhảm nhí linh hồn có tiêu vong đi không hay là tồn tại mãi mãi. Để trả lời những câu hỏi này, một Ngoài hai trạng thái hình và bóng của cuộc sống con người hiện hữu trên hành tinh này, thì không còn có thế giới linh hồn nào khác nữa. Thế giới linh hồn mà người ta cảm nhận được là do năng lực của tưởng thức trong mỗi người giao cảm mà tạo ra. Năng lực ấy được phát triển là do tu tập các loại thiền định tưởng hoặc bị tai nạn hay bị một cú sốc gì trong cuộc đời khiến cho phần nhóm tế bào não tưởng thức hoạt động đó là trường hợp của các nhà ngoại cảm hai vì không có thế giới linh hồn nên nó không có sự sinh hoạt riêng không có sự sống riêng do tưởng thức của con người còn đang sống nên sự sinh hoạt của nó cũng mang đầy tính chất của con người, tình cảm vui buồn, quan tâm, ước muốn, giận dữ, tranh cãi, vân vân. Nếu quả chăng có thế giới linh hồn của con người, thì phải có sự sinh hoạt khác hơn con người, từ thực phẩm ăn uống đến tình cảm, truyền thông, diễn đạt, vân vân. 3. nếu có khả năng tác động vào con người, thì có hai góc độ a gia hộ con người giúp cho con người tiêu tai thoát nạn bệnh tật tiêu trừ b hủy diệt loài người để cho thế giới linh hồn tăng trưởng trong hai điều kiện trên đây đều phi đạo đức và phi nhân quả cả vì thế nên thế giới linh hồn không được loài người chấp nhận nếu con người chấp nhận nó là tự con người làm khổ mình khổ người thế giới linh hồn của con người do năng lực tưởng thức của người còn sống tạo ra thì có hai trường hợp một không tin nó là thế giới linh hồn của người chết mà biết sử dụng năng lực tưởng thức đó áp dụng vào cuộc sống hiện hữu của con người thì rất có lợi ích như tìm hài cốt liệt sĩ báo động trước những tai nạn sẽ xảy ra vân vân hai nếu tin nó là thế giới linh hồn của con người thì đó là một tai họa rất lớn, gây cho chúng ta bệnh tật và tai nạn, tiền mất tật mang. Nếu tin nó thì đời sống của chúng ta hoàn toàn bị lệ thuộc, mất tự chủ, sống thiếu đạo đức, vì thế giới linh hồn không có, người thân chúng ta chết, nghiệp lực đã tiếp tục tái sanh luân hồi, còn đâu mà cúng lễ, tiền bạc đồ dùng hàng ngày, dưới dạng vàng mã, hay tụng kinh cầu siêu vân vân thì đó là nhảm nhí. Vì thế giới linh hồn không có thì làm gì có linh hồn tiêu vong hay tồn tại mãi mãi. Ở đây chúng tôi không suy luận để tranh cãi mà là sự chứng nghiệm của bản thân chúng tôi. Nhập vào trạng thái tưởng thức thì chúng tôi bắt gặp thế giới linh hồn của con người qua năng lực tưởng thức của chúng tạo ra, chứ không phải thế giới linh hồn của con người có sẵn. Vì thế, chúng tôi biết rất rõ ràng. Hầu hết mọi người đều có khả năng nhìn thấy linh hồn, nghe thấy tiếng nói của linh hồn, nhìn thấy hài cốt lấp vùi dưới lớp đất dày mấy mét vân vân. Không riêng gì cháu Bích Hằng, chỉ vì mọi người chưa được triển khai tưởng thức đúng mức nên không thấy không nghe được như cháu Bích Hằng mà thôi. Khả năng đặc biệt ấy do một nhóm tế bào não của tưởng thức. Nếu các nhà y học và khoa học chịu khó nghiên cứu bộ não của con người thì sẽ khám phá ra rất dễ dàng. 4. Do sự không hiểu biết, giáo sư Trần Phương cho rằng những thông tin bí ẩn của anh nhã, anh Liên, cháu Bích Hằng là những khả năng đặc biệt càng khó khám phá. Sự thật không phải vậy, bởi vì thế giới siêu hình không có, tức là không có linh hồn người chết. Không có linh hồn thì làm sao có chất liệu quan học, y học, vật lý học mà khám phá? Nếu rời khỏi bộ óc con người mà khám phá thì chẳng bao giờ khám phá ra được thế giới linh hồn. Cho nên, các nhà y học và khoa học hãy khám phá nơi bộ óc của một nhà ngoại cảm đang hoạt động thì có thể sẽ khám phá ra từ những từ trường của những tế bào não tưởng thức phóng ra giao cảm với những từ trường còn lưu giữ trong không gian những hình ảnh âm thanh sắc tướng những hành động và tình cảm của mỗi con người trước khi chết đó là y học và khoa học có thể khám phá ra được nhưng có những điều mà khoa học và y học không thể khám phá ra được đó là năng lực của tưởng thức năng lực đó có thể biến tạo ra hàng vạn vạn triệu triệu linh hồn con người chết và mỗi linh hồn người chết từ hành động cử chỉ lời ăn tiếng nói đến đặc tướng cung cách không sai khác như người đó lúc còn sống nhất là những linh hồn do tưởng thức của nhà ngoại cảm biến hiện ra, lại nói chuyện với nhà ngoại cảm. Nhà ngoại cảm hiện giờ như người trung gian nói lại cho chúng ta nghe những sự việc xảy ra mà chỉ có những người thân trong gia đình mới biết. Chúng tôi xin nêu lên một ví dụ để quý vị dễ hiểu hơn. Trong giấc mộng, chúng ta gặp lại ông bà, cha mẹ đã chết cách đây 10 năm hoặc hai mươi năm cùng lúc trong đó chúng ta cũng gặp lại những người còn sống như anh chị em cô bác cùng bà con hàng xóm chúng ta đừng hiểu nông cạn là những linh hồn người còn sống cùng với những linh hồn người chết về gặp chúng ta trong giấc mộng nếu quả chăng những người còn sống xuất hồn gặp chúng ta thì những người ấy phải nằm mộng như chúng ta. Nhưng sự thật, những người ấy không có nằm mộng. Như vậy, những người gặp chúng ta trong giấc mộng là gì? Đó là do năng lực tưởng thức của chúng ta biến hiện ra. Nó có thể biến hiện một số lượng người và xe cộ đông đúc như chợ bến Thành. Nó có thể biến hiện ra một thủ đô lớn như thủ đô Hà Nội, vân vân. Xét qua giấc mộng thì năng lực tưởng thức của giấc mộng chỉ bằng một phần trăm của tưởng thức cháu hằng khi tìm hài cốt liệt sĩ và khả năng tưởng thức còn gấp trăm triệu lần khả năng tưởng thức của cháu hằng hiện giờ khi nó làm những việc còn siêu việt hơn cho nên những nhà khí công nhà nhân điện đều dùng khả năng của tưởng thức giáo sư trần phương với hy vọng trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người xác nhận được sự tồn tại của linh hồn thì không những có ý nghĩa nhân văn mà còn có ý nghĩa về nhiều mặt khác kể cả về hình sự nếu người bị giết mà nói ra thì kẻ giết người tránh sao khỏi tội không những có ý nghĩa quốc gia mà còn có ý nghĩa quốc tế sự hy vọng của giáo sư Trần Phương không thể thành đạt được, là vì linh hồn không có, chỉ có năng lực tưởng thức tạo ra. Vì thế, Thiền xuất hồn là một phương tiện tu tập khai triển năng lực của tưởng thức, khí công là một môn võ học tập luyện để triển khai năng lực tưởng thức. Mật tông cũng là một pháp môn triển khai sự mầu nhiệm của năng lực tưởng thức. Nhân điện cũng là một phương pháp triển khai năng lực tưởng thức để trị bệnh. Tịnh độ tông triển khai năng lực tưởng thức tạo ra thế giới siêu hình cực lạc Tây phương. Thiền tông là một pháp môn tu tập triển khai năng lực tưởng giải ảo giác, chân không, Phật tánh, vân vân cho nên từ trong các tôn giáo cho đến những người có kiến thức khoa học còn nông cạn và chưa thấu suốt nền đạo đức nhân bản nhân quả nên tin rằng có thế giới linh hồn người chết đó là một điều mê tín lạc hậu mà trong thời đại này không thể tha thứ được vì sự thật hiển nhiên là không có thế giới linh hồn người chết mà chỉ có sự biến hiện do năng lực tưởng thức của con người còn sống tạo ra. Vì thế, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người có ra đời cũng chỉ loanh quanh nghiên cứu trong đống sách cũ của những người xưa, toàn là sách tưởng cho những nhà tưởng học để lại. Nếu có nghiên cứu xa hơn thì cũng dựa vào những nhà nhân điện tưởng, khí công tưởng, xuất hồn tưởng, võ công tưởng, thiền tưởng, định tưởng, thần chú tưởng, ngoại cảm tưởng, vân vân thì cũng không thể nào giải quyết được những gì mà giáo sư mong đợi. Còn nếu đem những nhà ngoại cảm này áp dụng vào hình sự thì chúng tôi e rằng không chính xác. Vì các nhà ngoại cảm không phải tự mình điều khiển cái năng lực đó, mà chính cái năng lực tự động của tưởng thức đó điều khiển họ, nên có khi chính xác và có khi không chính xác, có nghĩa là tưởng thức của họ lúc làm việc, lúc không làm việc. Cũng giống như trường hợp anh nhã, lúc nó làm việc thì chính xác, lúc nó không làm việc thì anh mò mẫm như người mù dò đường. Cho nên, đem những hình bóng biến hiện linh hồn người chết của tưởng thức vào việc lấy hài cốt liệt sĩ thì tốt nhất. Còn về việc hình sự và quốc phòng, thì cũng chẳng khác nào đem sự mê tín vào những vấn đề quan trọng của đất nước thì chúng tôi e rằng không có lợi mà có hại nhiều hơn bởi vì các nhà ngoại cảm không điều khiển được tưởng thức của mình mà bị tưởng thức của mình điều khiển lại mình tóm lại bài này viết vì lợi ích cho mọi người trên hành tinh này chúng tôi nói lên sự thật sự thật một trăm phần trăm chúng tôi nói lên không cần quý vị tin mà chỉ cần đem lại sự lợi ích cho quý vị để quý vị trở thành những người không mù mờ không dại dột bị kẻ khác lợi dụng tưởng thức của mình lừa đảo tưởng thức như con dao hai lưỡi nếu quý vị biết dùng nó thì nó lợi ích cho quý vị còn quý vị không biết dùng nó thì nó trở lại làm khổ và làm hại quý vị sự thật là sự thật không thể nói khác được chúng tôi nêu lên một sự thật thời gian và sự tiến bộ của loài người sẽ xác chứng những điều này những điều chúng tôi đã nói ngày hôm nay thế giới linh hồn là do tưởng tri tưởng tri